Hello tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình Love FIFA Mobile. Thì như tiêu đề ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn anh em cách để nhận cầu thủ trong FIFA Mobile Hàn Quốc một cách đơn giản và hiệu quả. Cách này thì anh em phải check xem app của mình còn nhiều cái mảnh đồng, mảnh bạc, mảnh vàng hay không. Hiện tại trên group ấy thì rất nhiều anh em đã khoe thành quả của mình là những icon Pride này, rồi thì icon Fantasy Duel 21, khiến cho rất nhiều người háo hức. Và lại cái vấn đề thẻ đồng, thẻ vàng, thẻ bạc này lại hot. Cúp đồng, cúp vàng, cúp bạc đấy, nói như vậy rất là hot, chủ đề rất hot, thì mình sẽ test nó cho anh em luôn. Phải chăng thì cái ác này của mình cũng còn tận 200 mấy chục mảnh bạc, thì mình sẽ test cho anh em khoảng mở khoảng 100 cầu thủ hoặc hơn đi, để anh em xem cái hiệu quả như thế nào. Thì anh em đầu tiên anh em sẽ vào shop chọn dòng thứ 5 từ trên xuống, cột thứ 3 từ trái sang cho mình nha. Dòng thứ 5 từ trên xuống, cột thứ 3 từ trái sang. Khi vào thì anh em sẽ xuất hiện cái gói cầu thủ 70 đến 112 này, bao gồm các icon xịn nhất của mùa Fantasy Duel 21, cùng với đó là các icon xịn nhất của mùa Icon Prime, với sự xuất hiện đầy đủ của Johan Cruyff, Patrick Vieira, Ronaldo de Lima, cùng với đó là Rivaldo, Paolo Maldini Fantasy Duel, Kevin Dalit, Kenny Dalit, hôm trước mình có nói nhầm đấy anh em, Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, Marco de Zijli, Gera, Messi, Emmanuel Petit. Ở trên thì còn có Zidane, Eusebio, cùng với đó là Garincha nha anh em. Nhắc đến thôi là nghe sướng hết cả người rồi, nhưng mà không biết là như thế nào, liệu Nexon có xả icon thật một lần nữa hay không, hay đây chỉ là gọi là những cái gói cầu thủ mà anh em chúng ta kiếm phôi thôi. Thì không để anh em chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đi đổi mảnh đồng để mở gói này. Như anh em đã biết thì cúp vàng ấy có thể chuyển được sang cúp bạc, và cúp bạc thì có thể chuyển được sang cúp đồng nha anh em. Thế nên là anh em cứ check xem app của mình có nhiều cúp bạc, cúp vàng hay không. Đây, như mình hiện đang có là 210 cúp bạc nha anh em. Cứ mỗi 10 cúp bạc thì lại đổi được hình như mình nhớ không nhầm là 1.000 đúng không anh em. Đây, mình đổi cho anh em xem. Đấy, có nghĩa là một cúp bạc thì sẽ đổi được 100 cúp đồng. Mình cứ đổi 10 cúp bạc một lần thì sẽ đổi được 1.000 cúp đồng. Đấy, thì lần đầu mình sẽ test khoảng 3.000 cúp đồng cho anh em xem liệu có ra cầu thủ ngon không nha anh em. Đấy, như anh em đã thấy là mình đã đổi được 3.000 cúp đồng. 3.000 cúp đồng thì mở được khoảng 60 gói anh em ạ. Rất là ok luôn, 3.000 cúp đồng mở được khoảng 60 gói nha. Đây thì bây giờ mình sẽ cứ 10 gói một mà dã xem là hiệu quả như thế nào. Đây, cứ 10 gói thì sẽ tốn là 500 cái cúp đồng. Khá là rẻ, phát đầu tiên không ra rồi. Anh em chịu khó xem đoạn này xem là nhà phát hành tính với chúng ta như thế nào. Với khoảng 3.000 cúp đồng thì mình sẽ mở được 6 lần full 10 cầu thủ. Đấy, đây là một cái nguồn phôi mà gọi là vô tận dành cho anh em. Anh em có thể xem. Ô, kích trượt rồi. Lần này mở có 9 cầu thủ thôi, ra đường hầm rồi. Kiểu này là icon Pride rồi anh em ạ. Là đúp, nếu mình không nhầm là Zidane, huyền thoại của Liverpool. Đấy, một icon đã xuất hiện rồi nha. Nhưng mà cái icon này thì mình nghĩ là không chất lượng cho lắm. Anh em nhìn xem giá rơi vào khoảng 2.4 triệu. 2.4 triệu này vẫn chưa là đáy đâu anh em ạ. Nhưng mà được cái anh em để ý là rất rất nhiều phôi để cho anh em nâng cấp nha. Cực kỳ nhiều phôi luôn. Thế nên là khuyến nghị của mình là anh em có thẻ đồng thì cứ chơi thôi. Vì cái thẻ đồng bây giờ cũng có thể đổi skin bot đâu. Thẻ đồng bây giờ thì thật sự ấy, anh em nào cày clone thì cũng chả có. Ngày xưa thì có cái code. Chính ra cái account này của mình là nhập cái code 25 cúp vàng ấy thì mới còn như thế này thôi anh em ạ. Chứ bình thường thì giờ kiếm đâu ra cúp nữa. Anh em chỉ còn lẻ khoảng vài cúp bạc thôi thì cũng có thể chơi cái sự kiện này rồi. Đấy, anh em vào để ý cho mình xem còn cúp vàng cúp bạc hay không. Như vậy là mình đã hoàn thành mở 59 lần rồi, còn một lần nữa, lần này thì ra Dele Alli với lại OVR 108, để anh em có thể thấy là rất 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 phối, rất là ngon luôn. Đấy, mình sẽ đổi thêm một phát nữa xem nào ra cái gì. Đấy, thì hiện tại thì Nexon xả gói này, nhưng mà theo những cái tơn đầu thì mình cảm nhận thấy là cũng được, cũng ra icon đấy anh em ạ. Không biết các tơn sau thì nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đổi để xem là hiệu quả của các tơn sau. Mình sẽ đi đổi khoảng bao nhiêu nhỉ? Khoảng 5.000 cúp đồng nữa đi.
5.000 cúp đồng là tổng cộng mình mở 16 lần full. Full 10 cầu thủ thì được 160 cầu thủ. Đấy, thì 160 cầu thủ là một nguồn phôi với mình rất là lớn rồi. Bình thường nâng cấp thì anh em phải đi mua phôi về, còn đây tự nhiên có 160 phôi. Mình nhắc lại nha, là nếu anh em nào mà chơi ác cũng lâu lâu rồi thì anh em vào shop này, chọn dòng thứ 5 từ trên xuống, cột thứ 3 từ trái sang. Anh em check xem mình còn thêm cái cúp vàng, cúp bạc, cúp đồng nó không, để đổi ra cái cúp đồng để chơi cái gói này nha. Đấy, thì như vậy là mình đã đổi được tiếp 5.000 cúp đồng và chiến tiếp 100 cầu thủ, xem tình hình như thế nào. Phát đầu tiên không ra rồi anh em ạ. Phát thứ hai liệu có ra hay không, mang lại cho chúng ta niềm tin hay không. Đây chính là đường hầm. Thôi xong rồi anh em ạ. Icon 106 chắc chắn luôn. Nếu anh em là chơi từ lâu thì nhìn cái đường hầm này đã biết là Icon 106 rồi. Giá rơi vào khoảng 2,5 triệu. Và cùng với đó là Ben Adder của Monaco, một fantasy đua. Thật sự thì cái video này có thể là có một số tiếng ầm vào anh em ạ, nên anh em thông cảm theo dõi nốt cho mình nha. Vì là mình cũng, cái phòng của mình cũng khá là ồn ấy. Tiếp tục lại đường hầm tiếp. CB Real Madrid Sergio Ramos à. Ui giời ơi, Top of Europe 108 mà cũng ra đường hầm ô 3 triệu này. Có cả David De Gea này, tên này được 6 triệu. Nói chung là nếu mà có thời gian thì mở cái gói này khá là ok anh em ạ. Vừa có tiền, vừa có phôi để nâng. Những cái phôi 83, 86, 90 hay 100 hay 105 đấy, thì anh em nâng cấp những cầu thủ cộng không rất là dễ luôn. Thật sự rất là dễ anh em ạ. Nhưng mà mình mở đến cái tầm này thì mình nghĩ rằng để mà mở ra Icon 112 hay là mở ra những Icon Bright Top như kiểu là Patrick Vieira hay là Rondo de Lima, cùng với đó là Eusebio các thứ thì khó lắm. Đấy, thì thực chất theo mình đánh giá thì Nexon chỉ xả cái gói này để anh em kiếm tí phôi thôi. Ai hên thì được, còn hầu như là không hên đâu. Nhưng anh em nhìn thấy mình mở 160 cầu thủ thì được đúng một Icon thôi. Đúng một Icon là Zidane. Đấy. Còn các tên về sau này thì đấy, hiện tại vẫn đang tiếp tục mở cho anh em đây. Nhưng mà khê lắm anh em ạ. Không có đâu, khó lắm. Nói chung là ra phôi rất là ngon. Đấy, ra rất nhiều phôi trên 100 để chúng ta nâng cấp. Nâng cấp cầu thủ cũng như là làm các việc khác. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em một lần nữa chú ý cho mình. Anh em vào shop chọn dòng thứ 5 từ trên xuống, cột thứ 3 từ bên trái sang để check xem mình có lẻ mảnh vàng, mảnh bạc, mảnh đồng nó không, để chơi cái gói này cho nó ngon nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn anh em.